Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một cái món ăn chay rất là ngon, đó là món cây chuối hột chua. Sau đây mình mời cô chú anh chị và các bạn đi chặt cái cây chuối hột với mình nha. Đây, bụi chuối đây rồi. Bây giờ mình đi chặt chuối ha. Chặt cái cây nó non non thì nó mới ngon à. Mình chặt cái cây sát tường đi. Cái gốc chuối non này nó mới ngon nè cô chú anh chị và các bạn, mà nó kẹt trong đây á. Mình cắt ngang nó, mà cái này nữa nó lên nữa nè. Mình lấy cái dao mình chắn cái khúc non này ha. Đây, mình chắn được cái đọt non và đây là cây chuối. Bây giờ mình róc vỏ ha. Rồi nè cô chú anh chị và các bạn, mình lấy được cái... Rồi giờ mình hái thêm mấy cái lá giấm ha. Lá giấm hay còn gọi là me tây hay gọi là lá chua cũng được. Mấy lá thôi. Rồi mình cắt rau quế nữa. Đây, mấy chậu ngò gai nè cô chú anh chị và các bạn, mình ngắt ngò gai ha. Rồi nè cô chú anh chị và các bạn, tất cả nguyên liệu dự quệ đã đi kiếm nè. Hôm nay mình nấu canh cây nhà lá vườn ha, có gì nấu nấy. Món này thì cô chú anh chị và các bạn nấu với lại đậu hũ non hay là đậu hũ trắng á, nó rất là ngon luôn. Nhưng mà hôm nay dự quệ có gì dự quệ nấu nấy, bao gồm là chuối cây nè, nấm, rau thơm, cà chua, ớt, chanh thì mình dùng để mà mình dắt vô trong cái thau nước mình cắt chuối á. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn đi sơ chế cái nguyên liệu này cùng với mình để mà làm cái món chuối cây cắt cái chanh này, dắt nước vô đây ha, để cho mà chuối nó không có đen á cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình lấy cái bào mình bào, hoặc mình cắt bằng cái dao như thế này cũng được. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn ăn sống thì mình phải bào cho nó mỏng ra, còn mình nấu thì mình cắt như thế này cũng được ha. Rồi dự quệ đã cắt chuối xong hết rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình lấy bớt cái sơ chuối này ra nha cô chú thấy không. Mình lấy cái đũa này nè, mình quậy bớt cái mấy cái này ra, như mấy cọng chỉ á, mình lấy chiếc đũa mình quậy nó ra hết rồi đó. Rồi mình cũng đã quậy xong rồi, giờ mình đi nấu ha. Này giờ mình rửa cho nó ra hết mấy cái nhựa này đi rồi mình nấu. Rồi nè cô chú anh chị và các bạn, cái nguyên liệu mình cũng đã sơ chế xong rồi nè. Chuối, rau thơm và ớt. Bây giờ mình đi nấu ha cô chú anh chị và các bạn. Mình mời cả nhà mình cùng vào bếp với dịu quẹ nè. Nồi nóng rồi mình cho dầu vô ha. Nấu cây nhà lá vườn thì gia vị có gì nêm nấy. Mình cho ba rô vô mình xào. Mình xào ba rô thơm rồi mình bỏ cà chua vô mình xào. Cà chua mình xào khoảng 2 phút, mình cho luôn lá chua vô đây mình xào. Cà chua với lại lá chua chín rồi mình cho nước vô đây. Wow, nồi nước dùng rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ mình tiến hành nêm gia vị. Mình có khoảng 1,5 kg chuối cây bào thì mình cho vô đây là 1,5 muỗng muối, muỗng cà phê á cô chú anh chị và các 3 muỗng bột nêm. Thì mình nêm bột
nêm là nó gấp đôi muối, tại vì là gia đình không có dùng bột ngọt. Đường phèn cũng vậy luôn, hoặc là nhiều hơn theo sở thích gia đình ha. Dù quệ nêm khoảng chừng 3 muỗng. Nhà cô chú anh chị và các bạn mà không có đường phèn thì nêm đường cát. Giờ nước dùng nó sôi rồi, mình cho chuối cây vô đây. Đảo cho nó sôi cái là được à cô chú ơi. Mình cho luôn nấm vô. Cái nấm kim châm này thì mình cho sau cũng được, không cần khử cũng được. Nấu cái này thì nó rất là dễ chín, và cái kim châm này nó cũng dễ chín lắm, mà nó không có mùi hắc nên là mình không có khử cũng được. Cho nấm xong rồi mình cho tiếp cái cà chua sắc muối cao vô đây. Và mình cho vô đây cũng là 3 muỗng nước mắm chay. Rồi rồi giờ mình nêm rau thơm vô đây ha. Rất là ngon phải không cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình cho lên đây mấy lát ớt. Rồi mình nêm vô đây một ít tiêu nữa ha. Rất là ngon, rất là thơm ngon luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Đó, rồi mình múc ra tô mình ăn thôi. Rồi món ăn đã xong. Như vậy là đã cho ra một món ăn rất là hoàn hảo. Hôm nay thì dì Huệ không có chia sẻ ăn uống, và món ăn cũng đã hoàn thành rồi, nên dì Huệ kết thúc video ở đây ha. Cô chú anh chị và các bạn nào chưa có bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận các video mới tiếp theo. Dì Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.